Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách ghép ảnh vào video lật bài nhìn cực đẹp. Thì đây, chính là kiểu như này. Mình cho các bạn xem. Đấy, nhìn nó khá là đẹp. Thì để làm được là như nào? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm luôn. Thì đầu tiên này, các bạn sẽ vào phần App Store điện thoại. Sau đó các bạn sẽ nhập từ tìm kiếm và tải về cho mình cái ứng dụng có tên là Dubai. Đây, chính là ứng dụng này. Đấy, các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng này về nhé. Rồi, thì sau khi tìm kiếm và tải ứng dụng về xong, tiếp đến các bạn sẽ tiến hành truy cập vào ứng dụng. Thì ban đầu ứng dụng nó có cái giao diện hình như này. Bây giờ các bạn sẽ kéo luôn trên cho mình. Đây, đến cái ô hình này. Bây giờ các bạn sẽ ấn vào đấy. Thì đây là cái video mẫu. Đấy, thì để ghép được các cái bức ảnh của các bạn vào cái video này. Thì bây giờ các bạn sẽ ấn vào cái phần chữ ở dưới này cho mình. Sau đó các bạn sẽ ấn vào cái phần chữ ở giữa này. Bây giờ các bạn sẽ chờ một chút để cho nó chạy hết quảng cáo đi. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Vì đây là ứng dụng miễn phí nên nó luôn xuất hiện những quảng cáo. Các bạn cố gắng các bạn chờ một chút. Các bạn xem quảng cáo để ủng hộ nhà sản xuất. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn vào đây mình tắt quảng cáo nhé. Thì sau khi mình tắt quảng cáo nó hiện ra cái hình như này. Thì ở đây nó có hai cái ô hình nhỏ đây để giúp các bạn sẽ ghép được hai cái bức ảnh vào đây để tạo ra cái video kiểu lật bài. Giờ các bạn sẽ ấn nó vào cái ô hình ở giữa cho mình để các bạn chọn ảnh nhé. Đây, ví dụ mình sẽ chọn bức ảnh này đầu tiên để mình ghép. Đây, các bạn có thể kéo bức ảnh này để các bạn cân chỉnh một chút. Đấy, cho nó phù hợp. Rồi, sau đó các bạn sẽ ấn nó vào cái ô hình nhỏ nhỏ thứ hai đây. Đấy, tiếp theo các bạn lại ấn nó vào cái ô hình ở giữa này. Đây, mình sẽ chọn cái bức ảnh thứ hai. Rồi, thì sau khi chọn được hai bức ảnh xong, bây giờ mình sẽ ấn nó vào cái chữ lết ở bên góc phải trên này. Rồi, tiếp theo mình sẽ ấn tiếp vào cái phần chữ ở góc phải trên này. Rồi, như vậy là đã xong. Là cái video nó được lưu về cái phần thư viện ảnh và video trên điện thoại. Bây giờ mình sẽ vào mình kiểm tra cho các bạn xem nhé. Đây là cái video trước đó này, mình ghép này. Còn đây là cái video vừa mình làm xong đây. Đấy, nhìn nó khá là đẹp. Các bạn sẽ áp dụng cách mình hướng dẫn này để tạo ra những cái video kiểu như này để có thể đăng lên Facebook hoặc là Zalo. Mình thấy nó cũng khá là ấn tượng. Rồi, ok. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn xong nội dung của video này. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.